Quý thầy thì từ ngày đi xuất gia thì được đón Tết ở chùa, phải nói rằng là đón Tết ở chùa nó cũng rất đặc biệt. Để chuẩn bị cho một cái Tết ở chùa thì các thầy rất là bận rộn, phải trang trí chùa, làm sao chùa tươi đẹp, trang nghiêm, thế và lại ấm cúng để cho thật sự ngôi chùa trở thành trái tim của cộng đồng, làng xã hoặc cộng đồng một khu vực. Khi mọi người đến chùa là thấy cái hồn mình có ở đây rồi. Thế cho nên công việc chuẩn bị khánh tiết của các thầy cũng khá vất vả. Mặc dù bận rộn vất vả nhưng mà mọi người ai cũng rất là vui. Vì mình được đem niềm vui, được chia sẻ niềm vui tới mọi người. Ai cũng nghĩ tới cái ngày xuân mọi người đến chùa thấy cảnh chùa đẹp đẽ trang nghiêm. Mình đã thấy vui rồi, cho nên mệt nhưng mà vui. Và đó cũng là cái tinh thần mà Phật dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cho nên tất cả tăng ni của chùa và các Phật tử của chùa cũng thế. Ai cũng rất là hồ hởi để mà chuẩn bị một cái Tết cho mọi người. Là màu xanh dưa hấu bánh trưng, là những bông lì xì đỏ thắm. Tết 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 nhà ta sang tay đón thêm nhiều 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 lòng xuân năm nay ước mong sang mỗi ngày mừng bữa cơm đầy tiếng cười. Tết 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 nhà ta yên vui chúc cho người 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 một năm ơn khấn sức. Là giây phút anh em đoàn viên, là mâm cơm nhớ đến tổ tiên, là thời gian cho cả gia đình. Tết là những tiếng trong lần mừng vui, là cho nhau câu chúc tiếng cười, là bên nhau cùng chào năm mới. Tết 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 nhà ta sang tay đón thêm nhiều xuân năm nay ước mong sang mỗi ngày mừng bữa cơm đầy tiếng cười. Tết 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 nhà ta yên vui chúc cho người 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 một năm an khang sức khỏe và đạt được những ước mơ. Chúc mừng năm.